Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn. Hôm nay, ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù trước thời hạn do được giảm án. Trước đó, tòa án nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước tỉnh Bình Dương. Theo bản án, bà Hằng sẽ chấp hành án phạt đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn 3 tháng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà quản lý, trực tiếp thực hiện nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Ngoài ra, bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật. Trong dịp Quốc Khánh ngày 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay đến nay khi thủ tục đã hoàn tất bà hằng đã được thả tự do